Lực lượng nhí, tập phim, lời nguyền của phù thủy. Có lý do gì em bé tự nhiên xuất hiện ở trong ngôi nhà này được? Từ khi mong chuyện, Suzy đã bắt cóc em bé. Nhưng tại sao chứ? Câu nói đó đúng là nhảm nhí thiệt. Chị chỉ trông em bé giùm bạn của mẹ thôi mà. Em bé vẫn khóc kìa. Tã của em bé bị ướt hả? Chị vừa mới thai cách đây không lâu mà. Chị chắc là em bé đói rồi đó chị. Em nói đúng đó. Để chị đi pha sữa, tụi em dỗ em ấy giùm chị nha. Mình không muốn ôm em bé đâu. Vậy chắc em cũng không muốn ăn đâu ha. Chắc em có thể làm một điều ngoại lệ. Vậy mới được chứ. Các cậu phải chơi khước hà với em ấy đó nha. Khước hà em bé à. Đau quá hả? Làm gì vậy? Mình nghĩ là em ấy thích nhìn kiểu mặt làm xấu đó. Mình hiểu rồi, nhưng mà hình như bây giờ tới lượt cậu rồi đó. Sammy à, làm tới đi. Ai? Mình sao? Sammy ơi, cậu làm mặt xấu đi. Là mặt xấu hả? Biết rồi, như vậy sao? Làm cái gì vậy? Được rồi, đau đau, cứ để đó cho mình. Đúng rồi ha. Em bé ngủ rồi kìa. Gì hả? Chị mới vừa pha sữa xong. Chăm sóc em bé là công việc rất vất vả. Chăm sóc một em bé có vẻ như đã cực kỳ áp lực thì phải. Mọi người sẽ trở nên khổ sở nếu có thêm nhiều em bé nữa. Vậy thì chúng ta hãy biến tất cả người lớn thành em bé luôn đi. Ý tưởng này hay đó. Đưa phù thủy He ra ngoài hành tinh tới đây. Ta sẽ giao nhiệm vụ cho cô ta. Dạ, thưa chủ nhân. Hahaha. Ồ, vũ khí này tuyệt thật. Lấy móng vuốt dơ bẩn của người ta đi. Nam Chu đã trở thành em bé rồi. Ta sẽ biến mỗi người thành em bé và làm con người phải khổ sở. Cảm ơn nhiều nha. Hai người đúng là cứu tinh mà. Vinh hạnh của chúng tôi mà. Chúng tôi có thể giúp giữ em bé lúc nào cũng được. Suzy, có đúng vậy không con? Dạ. Chị chăm sóc em bé trong khoảng thời gian dài đủ rồi. Em cũng vậy. Không phải nữa chứ. Sao em bé này lại ở đây một mình vậy hả? Mẹ ơi, mẹ ơi, lên kia Suzy. Khoan đã, quần áo này là bộ đồ mẹ chị mặc mà. Em bé này nhìn giống mẹ của chị quá. Yeah, tới giờ ăn rồi đây. Biến thành em bé rồi. Ha 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 ha.
Chúng ta có một tin tức khẩn cấp. Có một vài trường hợp người lớn đã bị biến thành em bé đã được báo cáo. Chắc là người hành tinh nữa rồi. Hả? Cuộc gọi từ trụ sở. Không, không phải là đồ chơi. Nè, không được quăng cái đó. Không, đừng có ném nó đi chứ. Vậy thì chúng ta cần phải đi ngay. Hóa ra phù thủy ngoài hành tinh là Hera đứng đằng sau chuyện này. Cô ta có sức mạnh biến người lớn thành em bé. Những người bị trúng tên lửa đó đều biến thành em bé cả. Mọi người cẩn thận đó. Mình không muốn bị biến thành em bé đâu. Đừng có lo quá, cậu sẽ không bị trúng nếu như cậu đủ nhanh. Các cậu hãy xuất phát ngay đi, ngăn chặn Hera lại. Dạ, chỉ huy trên. Lực lượng GX biến hình. Tao có thể cảm nhận được năng lượng tiêu cực rồi. Tôi đang thực thuật tại thành phố Blue. Thành phố đã rơi vào hỗn loạn với những người lớn bị biến thành em bé. Đường phố ngập tràn tiếng khóc của họ. Im lặng đi. Có thật là không có giải pháp nào trong tình huống này hay không? Không nói nhiều được nữa đúng không? Mấy em bé không sao rồi. Được rồi, dạy cho những người ngoài hành tinh đó một bài học đi. Sammy, Max, Lucy, lực lượng ý. Sao các người dám biến những người này thành em bé chứ? Như vậy không đúng. Lại là mấy đứa nhiều chuyện này. Các người còn chơi gì nữa? Tiêu diệt chúng đi. Chúng ta dạy chúng một bài học nào. Người cần được dạy một bài học. Dạy Lucy. Xin lỗi nha, để coi ai dạy ai. Đấu đá. Ta sẽ biến người thành em bé. Ôi không, cậu ấy bị trúng rồi. Rồi là cơ hội chúng ta sẽ trả thù hắn. Ủa?
Làm tốt lắm bé Max. Tới lúc rồi. Điện X. Đại bàn cửa. Chúng ta phải rút lui thôi. Nhìn bọn chúng bỏ chạy kìa. Giờ chúng ta làm gì với Max đây? Lực lượng nhí, tập phim Tiến lên bé Max. Xong Max, xong. Dừng lại, đó không phải là đồ ăn đâu mà. Ai là bé ngoan nào, trả lại đây đi. Điện thoại của mình, trò chơi của mình. Được rồi Max, đã tới giờ ăn rồi đây. Hả? Cậu đã ăn xong rồi hả? Để mình lấy thêm cho. Sammy, để ý Max một chút nha. Ai? Mình sao? Cú khà. Sao mà cậu làm cậu ấy khóc nữa vậy? Chị Suzy, em cần chị giúp. Chị không thể. Em không thấy chị đang bận ở đây hả? Chị đã có hai em bé ở đây rồi mà, không thể giúp được nữa đâu. Nè, dừng lại đi, cái đó không được đâu chứ. Có vẻ như chị ấy mới là người cần giúp đỡ. Khoan, Max đâu rồi? Max, cậu đang làm gì vậy? Đậu phộng đó, mình đã làm rơi nó ở chỗ đó từ hồi năm ngoái. Các cụ, báo cáo cho trụ sở và đưa Max theo. Đã rõ rồi, mau đi thôi. Phù thủy ngoài hành tinh Hera đã quay lại rồi. Máy tính vô lại đó, họ làm vậy chưa đủ hay sao? Cách duy nhất để phục hồi những người bị biến thành em bé là đánh bại phù thủy ngoài hành tinh. Đúng vậy, nhưng mà chúng tôi đã tìm ra được giải pháp hồi phục tạm thời rồi. Chiếu tia hồi phục. Trở lại bình thường rồi. Hiệu quả chỉ là tạm thời thôi. Nếu không đánh bại được kẻ thù trong vài tiếng thì cậu ấy sẽ trở lại thành em bé. Các cậu à, trải nghiệm căng thẳng thiệt đó. Mình đoán là mình không còn sống được lâu trên thế giới này nữa. Dừng lại, đi quá xa rồi đó. Quay lại. Dạ chị Quy. Với sức mạnh vĩ đại mà Xenos ban cho ta, ta sẽ làm các người phải khổ sở hơn nữa. Ford, Sammy, Max, Lucy, lực lượng nhí. Dừng chuyện nhảm nhí của ngươi lại ngay đi. Không phải ta đã biến người thành trẻ em rồi hay sao? Giờ ta đã lớn lại rồi, và ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vậy sao? Chà, nếu được thì cứ ngắn ta lại đi. Dừng lại đó. Tới lúc chào tạm biệt rồi. Ôi không, con tàu đang hướng về phía này.
Xem chút nữa thì hả? Nè Vôn, Hera đang gây náo loạn ở bến tàu kia kìa. Đã rõ, tụi mình sẽ tới đó ngay. Kết thúc rồi Hera. Các người thật sự là ta thấy tức giận. Đi thôi. Đi đâu rồi chứ? Nhận lấy nè. Mau đứng lại đó. Lucy, bắt cô ta thôi. Được. Ồ, để đó xem, tới lượt của ta rồi. Sao vậy? Ôi tiêu rồi, Max lại bị biến trở thành em bé. Ôi không, mọi chuyện kết thúc rồi.
Làm tốt lắm bé Max. Chức năng hoạt động của người máy chúng ta trở lại bình thường rồi. Đòn này là gì? Dám bắt nạt em bé. Tiền plasma bắn. Không sao đâu, ta chắc chúng ta đã thu thập đủ năng lượng tiêu cực rồi. Nhưng vấn đề là chúng ta không lấy được năng lượng tiêu cực nào hết. Ngươi nói cái gì? Sao lại có thể như vậy được chứ? Sao chuyện này lại xảy ra được? Chăm sóc em bé không phải là chuyện rất khó khăn sao? Đúng vậy, nuôi một đứa trẻ tới lớn có thể sẽ mệt mỏi và căng thẳng. Yêu quá à. Nhưng một khi cô thấy được nụ cười của em bé mỗi ngày, nó sẽ khiến cho mọi thứ đều trở nên rất là đáng giá. Lực lượng nhí. Tập phim Sự cám dỗ ngọt ngào của bánh quy. Wow, không phải món bánh quy này rất đặc biệt sao? Đúng vậy, chúng ngon quá. Wow, wow, bánh quy ngon quá đi á. Cảm ơn rất nhiều. Bánh quy của ông đúng thực sự là số 1, số 1. Chúng ngon tới vậy sao? Nhưng sao chúng lại ngon tới như vậy chứ? Bí mật của ông rốt cuộc là gì? Không có bí mật gì cả, chỉ là được dùng những nguyên liệu tốt nhất và lành mạnh thôi. Mình rất muốn sống trong ngôi nhà làm từ bánh quy này á. Ta phải tiếp tục nhìn các người thất bại sao? Chúng tôi xin lỗi chủ nhân, xin hãy cho chúng tôi thêm cơ hội nữa. Lần này tôi có kế hoạch rất tuyệt vời. Người trái đất rất thích được ăn những món đồ ăn ngọt. Chúng tôi sẽ cho họ ăn tất cả các loại đồ ngọt có hại cho sức khỏe đó thưa chủ nhân. Hành động này nghe có vẻ như nhiệm vụ dành cho vua bánh quy rồi. Không ai có thể cưỡng lại nổi sự cám dỗ đồ ngọt của vua bánh quy ta. Ngon thiệt đó. Những cái bánh quy này rất là đặc biệt nha. Chúng là loại bánh quy mà mình thích. Đúng đó, đây mới gọi là bánh quy. Bánh quy đan đan hả? Mình chưa từng nghe tới chỗ này bao giờ. Em không biết gì hết, bánh quy này đang làm mưa làm gió trong thị trấn á. Dù như vậy, chúng không thể so sánh với bánh quy đậu phộng của ông được. Bánh quy này có gì tuyệt vời đâu chứ. Mùi vị gì đây? Mình không thể tin được nó còn ngon hơn bánh quy của ông nữa. Bánh ngọt quá đi à. Ở đâu bán vậy chứ? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ừ.
Một khi đã thử, sẽ không thể dùng lại được. Món bánh quy này không muốn chia cho ai. Bánh quy đang ăn. Wow, cho tôi một phần bánh đi. Mời cậu xếp hàng dùng. Nè, cho tôi 100 cái bánh quy đi. Trời lâu quá, tôi còn phải cho tôi 100 cái bánh quy. Tôi xếp hàng lâu quá rồi. Tôi sẽ lấy 1.000 cái bánh quy. Cảm ơn cậu rất nhiều. Dù ngày hay đêm, hàng người ở đây cũng không hết. Bạn cũng sẽ muốn xếp hàng để mua bánh quy hấp dẫn nhất thị trấn. Tất cả chỗ này là dành cho mình nè. Ông ơi, biển hiệu của ông sắp rớt xuống đồi kìa ông ơi. Chào vô hình, lâu rồi không gặp. Ủa mà ông ơi, khách hàng của ông đâu hết rồi? Họ đều thấy bánh quy đan đan hết rồi. Nhưng bánh quy đậu phộng của ông ngon nhất rồi còn gì nữa. Nhưng Vôn, không phải cậu cũng thích bánh quy của họ sao? Con rất xin lỗi, nhưng bánh quy này ngon quá, con không thể nào kìm được. Không sao cả, tôi hiểu được mà. Con xin lỗi ông, con không thể tin mình lại quên bánh quy đậu phộng của ông. Sao con có thể, con thấy đau lòng quá đi Cậu bị sao vậy Vôn? Răng của con đau quá đi. Đau kiểu này mình nghĩ là đau răng rồi. Hiện tôi đang tường thuật từ bệnh viện. Thành phố Blue đang bị bệnh sốt rét hoành hành. Tất cả bệnh viện Nha Khoa đều đầy ắp bệnh nhân. Thật ra khiến tôi cũng đang rất đau nữa. Vì răng của tôi bị sâu đục lỗ. Tôi không biết, răng của tôi cũng đau. Có ai đó giúp tôi với. Trời ơi. Mọi người trong thành phố đều bị sâu răng hết rồi hả? Chắc là phải có chuyện gì đó rồi. Một gọi từ trụ sở. Các cậu đi thôi. Được, đi thôi. Có trận dịch sâu răng đang bùng nổ trong thành phố Blue. Chắc chắn do người hành tinh làm chuyện xấu rồi. Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi. Họ lừa được các cậu nữa sao? Tôi đã định vị được vị trí của người ngoài hành tinh rồi. Là cửa hàng bánh quy. Chúng tôi xác định thành phần gây nên sự xuất hiện của sâu răng trong bánh quy được bán ở đó. Xuất phát ngay để ngăn người ngoài hành tinh đi. Dạ, chỉ huy trên. Lực lượng nhí is tiến thức. Nhìn bọn người đó phải chịu đựng nỗi đau chỉ vì một lúc đam mê ăn đồ ngọt. Rất thảm hại đúng không như bánh quy? Bánh quy của ta cực kỳ ngọt, đảm bảo sẽ gây sâu răng cho bọn người đó nhanh thôi. Rất tiếc, chúng tôi sẽ hạ gục các người. Good. Sammy. Max. Lucy. Lực lượng nhí. Nhìn kìa, lực lượng nhí đó. Các người ngưng bắn lại bánh quy gây sâu răng này đi.
Bị các ngươi phát hiện rồi, nhưng các ngươi không ngăn được chúng ta đâu. Chạy đi. Bắt đầu chương trình thôi. Chất lượng vũ khí X. Cùng Semi X. Đĩa X. Dơi lửa. Không công bằng. Nemas, tới lượt cậu rồi. Giờ là tới lúc cho các người thấy lò nước của ta nóng tới mức nào rồi. Hắn ta định làm cái gì vậy? Các người thấy bánh quy này sao hả? Đủ rồi đó, chúng ta trả bom lại cho hắn ta đi. Được. Không thể nào tin được. Và giờ đòn kết thúc. Đĩa X. Sói băng. Lực lượng nhí, tập phim, chúng ta cứu bánh quy của ông nào. Thưa chủ nhân, chuyện này không công bằng mà. Xin ngài cho tôi có thêm một cơ hội nữa. Được rồi, ngươi đã thể hiện được năng lực của mình, ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội. Lần này tôi sẽ làm bánh quy chết người hơn nữa để tiêu diệt bọn chúng. Vậy là chúng ta cần phải mở rộng hoạt động thêm rồi. Chào mừng quý khách. Quý khách muốn mua gì phải không? Không cần. Chỉ cần ngươi thử bánh quy này. Gì chứ? Quý khách vừa nói gì vậy? Ngọt ngào quá. Ngươi có muốn loại bánh quy này xuất hiện trong cửa tiệm của mình hay không? Tôi rất là sẵn lòng. Đi
Nhanh lên. Mình sẽ có thật nhiều bánh quy đậu phộng để ăn trong ngày hôm nay. Cậu chỉ cho mình bài học đó. Đẹp quá. Đi đà. Bánh quy đan đan. Bánh quy ngon quá. Mình xếp hàng từ sáng tới giờ mà vẫn bánh quy này ngon quá đi mất. Biết là nó gây sâu răng nhưng mà tôi không thể ngừng ăn nữa. Tôi cũng vậy. Mình tưởng đã đuổi được người ngoài hành tinh đi rồi chứ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ôi sao, chúng đã bắt được ông rồi sao? Các người đi chỗ khác đi, tôi không cần bánh quy của các người. Đừng cứng đầu nữa, mà hãy chấp nhận bán bánh quy này đi. Chúng tôi sẽ làm ông giàu lên mà. Không cần đâu, tôi không nhắm mắt bán bánh chỉ vì tiền. Chỉ cần thử một cái ông sẽ đổi ý ngay thôi. Lấy nó ra khỏi mặt tôi đi. Tôi không bao giờ bán bánh quy độc hại trong tiệm của mình. Vậy thì quên chuyện này đi. Cứ thay đổi bản hiệu ngay cho ta. Dạ thưa cô Kara. Đừng lấy nó xuống. Các người dừng chuyện này lại đi. Cứ ngủ một giấc đi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Dừng tay lại ngay. Tình lực lượng ý này đúng là chết tiệt. Du Bánh Quy. Du Bánh Quy, chúng tôi đã bị lực lượng ý phát hiện rồi. Vậy thì sao? Chúng cũng không thể nào ngăn bánh quy của ta được. Cảm ơn đã giúp tôi nghe lực lượng nhí. Ông là người đã cứu cửa hàng của mình đó. Ông đã đứng lên chống lại lời đe dọa của bọn chúng. Bán đồ ngọt với nguyên liệu xấu là không đúng. Bánh quy thì nên được làm bằng những nguyên liệu tốt nhất. Như vậy chúng sẽ đem tới niềm vui cho cậu với mỗi miếng cắn. Tôi từng gặp một đứa trẻ mơ được sống trong nhà làm bằng bánh quy của mình. Dù tôi không thể kiếm được nhiều tiền và mọi người nghĩ tôi lạc hậu, nhưng mà tôi sẽ giữ vững nguyên tắc của mình. Ông ơi, nghe đây, người dân của thành phố Blue, hôm nay ta sẽ đãi các người món đồ ngọt. Đúng vậy, loại bánh quy ngọt nhất vũ trụ của ta. Con sẽ bảo vệ ông và cửa hàng bằng bất cứ mọi giá. Cậu phải cẩn thận nha. Hả? Mọi người cứ ăn bánh đi, ăn để chút lấy khổ sở đi. Lấm đi. Ta biết một người đàn ông dành hết cuộc đời của mình để tạo ra sự vui vẻ bằng bánh quy. Còn ngươi xuất hiện là để tạo ra sự khổ sở với bánh quy. Ta không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu. Ta có bánh ngọt thú vị dành cho ngươi đây. Oh, wow, mình chưa từng thấy bánh quy giận dữ như vậy bao giờ. Mấy bánh quy này phải để bán sao? Có nhiều bánh quy quá, mình không thể đánh bại hết được. Mình sẽ triệu tập thiên nga lướt sóng để làm chúng nổ tung. Địa X, thiên nga lướt sóng. Chuyện gì xảy ra vậy? Giờ tới lượt chúng tôi đây. Hey!
nhân của tôi, xin ngài hãy cho tôi thêm sức mạnh. Được thôi. Sức mạnh của hắn ta, phải ngăn cái đó lại. Đúng vậy, chúng ta phải ngăn nó lại. Nếu chúng ta có thể đánh vào lò nướng đó. Vốn, có chất nổ trong công trường đó, sao cậu không dùng chúng đi? Đúng rồi, mau ném vào cái lò nướng đó đi. Được rồi, mình sẽ cố gắng đánh lạc hướng hắn ta. Khoan đã, wow, bánh quy khổng lồ thật đó. Mục tiêu càng lớn thì càng dễ bị đánh trúng. Tuyệt lắm. Cậu ấy làm được rồi. Làm tốt lắm Bolt. Lực lượng nhí, tập viên đôi giày đáng ngờ. Wow, đôi giày đẹp quá đi. Rất lộng lẫy cơ đúng không? Mà cũng rất là mắc tiền nữa. Nhưng bạn của chị vẫn cho chị mượn. Ngày mai chị sẽ mang đôi giày này đi nhảy.
Bụng của mình đã quá đi. Wow, hình dáng đôi giày này giống đầu phộng quá à. Em dám đụng vô coi. Ngày mai chị mang đôi giày này đi nhảy đó. Được rồi mà, thôi được rồi. Chị cứ lo đi vệ sinh đi ha. Wow, nhìn đôi giày đậu phộng này đi nè. Susie sẽ nổi điên nếu như bắt được cậu chắc coi. Mình sẽ không để bị bắt đâu. Bon, cậu không sao chứ? Mình biết là cậu sẽ gây chuyện mà. Phải làm sao bây giờ? Làm sao đây? Tốt hơn chút rồi. Ôi không, giờ chị làm sao đây? Bình tĩnh, em sẽ tìm một đôi giày khác cho chị. Đây là giá tiền của đôi giày này hay sao? Mình không thể, mình không bao giờ mua đôi giày này được rồi. Mình sẽ làm nô lệ cho Suzy suốt cả cuộc đời này mất thôi. Cuộc đời của cậu toàn đầy ắp nợ nần. Hả? Nè Bon, họ đang bán đôi giày y chang luôn kìa. Cái gì? Thật hả? Tuyệt, đúng là nó rồi. Mình có thể mua được đôi giày này. Cảm ơn cậu nha. Nhẹ hết cả người. Ngày mai chị có thể tới buổi nhảy rồi. Và chị có thể được nhảy với Terry nữa. Terry? Đó là ai vậy ta? Chắc là người mà chị Suzy thích đó. Không biết anh ấy như thế nào vậy ta? Ngày mai chúng ta đi tìm hiểu đi. Được đó. Mình có thể đứng ngoài được không? Cô Kara, chuyện làm ăn sao rồi? Nhìn nè, ta kiếm được nhiêu đây rồi. Ôi trời, tối nay chúng ta có pizza ăn rồi. Chúng ta tới đây không phải để kiếm tiền. Cái này là cho năng lượng tiêu cực, rõ chưa? Bingo. Đúng rồi. Là sư đó. Những người mang đôi giày chúng ta sẽ rơi vào bẫy của ta mà thôi. Dám chắc luôn sư. Có phải Suzy đang nhìn Terry không vậy? Terry, cậu có thể nhảy với mình chứ? Nè, mình tới trước mà. Không, là mình tới trước. Nhìn cuộc thi đua đó kìa. Suzy, chị có thể làm được mà. Tới lúc nhảy rồi đó sư. Chào cậu Suzy. Chào cậu Terry. Trời ơi, mình xin lỗi. Suzy bị cái gì vậy? Nhìn những người khác cũng hành động kỳ lạ nữa kìa.
Ta có thể cảm nhận được năng lượng tập hợp rồi. Có chuyện gì vậy hả? Chúng ta có cuộc gọi. Các cậu mau đi thôi. Các cậu nhìn cái này đi. Cảnh này, đó là chuyện xảy ra với Suzy. Họ đều bị đôi giày điều khiển. Có vẻ như người ngoài hành tinh đã bán những đôi giày để có thể kiểm soát họ. Vậy đôi giày mà mình đã mua, hèn chi chúng rẻ tiền như vậy. Đã định vị được người ngoài hành tinh rồi thưa chỉ huy. Tốt lắm, xuất phát ngay đi. Phải ngăn chặn chuyện đó. Dạ, chỉ huy trên. Lực lượng nhí is tiến hợp. Dừng chuyện đó lại ngay. Ford, Sammy, Max, Lucy, lực lượng nhí. Dừng bữa tiệc kinh khủng này lại ngay đi. Ai sẽ ngăn chúng ta được chứ? Tấn công đi mọi người. Tới lúc hành động rồi. Lực lượng vũ khí X. Nên coi chừng phía sau chứ. Hãy coi chừng phía sau đi. Điện X. Tinh tinh núi lửa. Nhảy cho ta đi su. Wow, động tác của cậu tuyệt đó. Cậu im đi. Tới đâu ta bị đi. Các người không thể bắt được ta đâu. Tại sao ngươi lại dám chắn đường người ta chứ? Ta sẽ dạy ngươi một bài học. Đĩa X. Đó, đó. Yeah!
Sao chúng dám trút tôi? Lực lượng nhí, tập phim Người ngoài hành tinh nhảy múa. Tôi rất xin lỗi, hành động của Su cũng đã thất bại rồi, thưa chủ nhân. Đó chỉ là vòng một thôi, Su. Ý ngươi nói vòng một là sao? Có nghĩa là vòng hai sắp bắt đầu rồi, Su. Các ngươi có hai người. Ta là giày phải, ta là giày trái. Tóm lại chúng ta là sinh đôi. Vì ta bị tấn công rồi nên ta sẽ là người chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Su, ta đã hiểu rồi. Ta kỳ vọng cao đó anh em nhà Su. Dạ. Không thể tin được là mình đang đánh Terry. Giờ mình làm sao nói chuyện với cậu ấy đây? Tội Suzy. Mình nên làm gì đó mới được. Buổi nhảy ở trường của Suzy được dời qua ngày mai. Lần này chúng ta phải đảm bảo chị ấy nhảy cùng với Terry, các cậu rõ chưa? Nhảm nhí quá nhảm nhí, cũng chỉ là nhảy thôi mà. Đây là chuyện rất quan trọng với một cô gái đó. Mình hiểu rồi. Sao chúng ta phải nhúng tay vào chuyện này chi vậy hả? Suzy đang cực kỳ đau buồn nên chúng ta phải cố gắng giúp chị ấy. Nếu chị ấy buồn như vậy, ôi không, nếu chị ấy không cho chúng ta ăn bởi vì quá đau buồn thì sao? Vậy không cho chúng ta ăn hả? Như vậy không được đâu. Dù sao thì bắt đầu chiến dịch tình yêu thôi. Chúng ta bắt đầu hành động. Đã xác nhận vị trí của Terry. Terry. Chú ý, có nhiều phụ nữ đang tiếp cận Terry. Đừng để cô gái nào ngoài Suzy tới gần Terry hết. Bắn vợ chối ngay đây. Họ đang tiếp cận từ đâu kìa? Bắn súng nước. Được thôi. Ha, trên kìa là Suzy đó. Rất đẹp. Chuyện gì vậy hả? Có chuyện gì vậy? Sao đèn đồ sao, sao tự nhiên? Chuyện gì vậy chứ? Wow. Nhìn kìa. Xinh quá hả? Wow. Dễ thương quá à. Suzy, hôm nay cậu thật sự rất xinh đẹp. Terry là cậu hả? Thấy chưa? Giờ bắt đầu nhảy lãng mạn đi nào. Rồi, lặp lại. Chúng ta bắt đầu buổi tiệc này thôi, Su. Nè Suzy, mình muốn... Cú đó là trả thù cho chuyện ngày hôm qua hả? Không phải, chân của mình nó tự động cử động đó. Mình xin lỗi. Terry, tránh qua một bên đi. Không phải nữa chứ. Ra đã, nhưng mà giày của Suzy không bị gì hết. Tụi mình đã kiểm tra rồi mà. Là cuộc gọi từ trụ sở nè. Xấu rồi, Su đang lan tỏa máy nano trong toàn thành phố rồi. Mọi người đứng trên mặt đất đều bị họ kiểm soát hết rồi. Hiểu rồi, chúng ta phải đi tìm Su ngay lập tức mới được.
một điệu nhảy bi kịch cho mọi người. Chuyện này thật tuyệt. Ford, Sammy, Fox, Lucy, lực lượng nhí. Tự vui một mình như vậy sao? Ta thấy người chưa no đòn rồi. Ta không hề có một mình sư. Nhìn ta đây nè. Hả? Có hai người kìa. Có thêm một người nữa. Nói chuyện đủ rồi đó. Nhận lấy đi nè. Kiếm Sammy. Đỡ lấy. Sammy. Hãy da. Hãy da. Hãy da. Hãy da. Hãy da. Cơ hội tới rồi, tấn công, chúng ta lên. Để ít hổ tiên chất. Chủ nhân quyền năng xin ban cho tôi thêm sức mạnh. Người duy nhất có hòn đá sao? Sammy, cho họ thấy chúng ta có gì đi. Đồng ý. Bảo đại bác Sammy. Bắt đầu nào. Đòn đá của hai người không có tác dụng với chúng ta nữa. Không quá tệ chứ thì. Tới lúc dùng vũ khí tối thượng của chúng ta rồi. Cú đá tên lửa. Thứ vũ khí đó đang đuổi theo chúng ta. Nè, nếu vậy thì Sammy, Max, chúng ta dùng chức năng truy đuổi để dạy cho họ một bài học đi. Đã đó. Các người không thoát được đâu. Người
Ta tới đây. Lực lượng người máy X cùng tấn công. Cuối cùng bộ nhảy lại quỷ bỏ Hatsuzi. Em rất tiếc khi nghe chuyện đó. Suzy, chào cậu. Terry, cậu. Đây là giày của cậu, đúng không hả? Mình đã thấy nó trên sàn nhà. Cảm ơn cậu nhiều. Thật ra, có điều này mình thật sự rất muốn nói với cậu đó. Hả? Chuyện gì? Chuyện gì nói mau đi. Hả? Wow, Von kìa. Anh rất muốn được gặp em. Anh là fan hâm mộ cuồng nhiệt của em luôn đó. Cậu ấy chỉ quan tâm tới Von chứ không hề để ý gì tới mình hết. Vốn dĩ đàn ông luôn cần thời gian để hiểu rõ trái tim của mình mà. Đừng từ bỏ Suzy.